Hello, chào tất cả quý khách hàng nhà mình nha. Đây, em Thương vừa phanh cục cà ra được cái này này các bác này. Đây, phần rất là VIP, mặt xoáy hàng gốc nha, lại còn ôm đá này. Đây, phải mời được bác thợ mãi cách nhà cả chục cây xuống bổ đấy. Đây làm bàn cà là ok các bác nhá. Đấy, cao được 89 phân này, đến chóp này. Rộng được 70 này. Vần quá đẹp luôn. Chiều dày thì nó không đều lắm đâu. Chiều dày hiện tại đang 25. Mặt sau thì nó như này. Bổ sơ qua thôi. Miếng này thì nó chỉ còn khoảng cỡ tạ 2 thôi. Tạ 2, tạ 3. Gốc vẫn rất là đẹp. Quá vip rồi. Quá vip rồi. Chạy từ mấy cây số rồi mới bổ được cho hắn này. Chạy 10 cây số này bổ. Công thợ là mất 5 lít rồi các bạn. 5 lít. Là 500. Mất mờ đấy. Công thợ đường xa quá. Cao là 89 này, ngang 70 này. Ôm đá nữa này. Nói chung là làm cái bàn trà ok các bác nhé. Quý chị khách hàng nào mà thiện chí thì liên hệ cho em nhé.